Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ 3 Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 65 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cần tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi trong bối cảnh 57 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có dịch. Chuyên đề xây mộ to tốn đất, tốn tiền, gây khiếu kiện. Những đột phá về hệ thống giao thông ở Hưng Yên sau 25 năm tái lập tỉnh. Và các bạn, chiều qua, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ 3, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Hưng Yên ở thị xã Mỹ Hào. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ 3 thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 theo nghị quyết đã đề ra. Các đảng viên trong chi bộ thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết tháng 12 của chi bộ 3 với những nhiệm vụ chính như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp đảng, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật lao động, đẩy mạnh công tác truyền thông các chương trình sản phẩm tiện ích số của ngân hàng giúp các cá nhân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nhằm gia tăng sử dụng dịch vụ trực tuyến, hạn chế giao dịch tiền mặt, giao dịch tại quầy, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ 3, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ và những ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tuyên truyền quán triệt kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chú trọng công tác đào tạo phát triển đảng viên, ứng dụng công nghệ thông tin, kinh tế số, phấn đấu tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đáp ứng đủ nguồn vốn cho các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Cũng trong chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khóa 26 tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Mỹ Hào ước đạt trên 30.500 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2020, thu ngân sách ước đạt gần 1.300 tỷ đồng. Xã Hòa Phong đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thị xã tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung các cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề hoạt động ổn định trong mùa dịch, đẩy nhanh tiến độ thi công 17 công trình, hoàn thiện đề án đặt tên 45 tuyến đường, 22 tuyến phố, giải tỏa gần 4.200 trường hợp vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác phòng chống đại dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời, khống chế, không để dịch lây lan diện rộng. Hội nghị cũng tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh song song với phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022. Hôm nay, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Khoái Châu. Tại cụm khám tuyển này, huyện Khoái Châu tổ chức khám cho thanh niên xã Tân Dân, Bình Kiều, An Vĩ và thị trấn Khoái Châu. Quá trình tổ chức khám tuyển, huyện đã bố trí điểm khám khoa học thuận tiện, đảm bảo giãn cách đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Các trang thiết bị như máy đo khúc xạ mắt, máy điện tim cũng được sử dụng trong quá trình khám tuyển. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cần tích cực chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tổ chức khám tuyển đảm bảo chính xác, lựa chọn những thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe và phẩm chất chính trị và quân đội, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực trong công tác tuyển quân nếu có.
Đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành công tác khám sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi được tuyển chọn sau sơ tuyển có lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Kết quả, có 607 thanh niên đến khám, đạt gần 90% thanh niên có lệnh gọi khám tuyển. Qua khám tuyển có 377 thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên, gọi các thanh niên đã có lệnh gọi về thực hiện nghĩa vụ khám tuyển. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn, công tác khám tuyển được chia nhỏ thành nhiều cụm, mỗi cụm khám khoảng từ 2 đến 3 xã. Trước khi đến điểm khám tuyển, các thanh niên đều được test nhanh COVID-19. Nhằm hạn chế tụ tập đông người, các điểm khám chia thành nhiều khung giờ, mỗi khung giờ dành cho một địa phương. Trong quá trình khám và chờ khám, luôn đảm bảo giãn cách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, trong đó có hai vòng tuyến ở khu vực ngân hàng, công thương và chợ gạo. Vòng tuyến khu vực ngân hàng, công thương có hình tượng hải đăng, biểu tượng nhận biết của một thương cảng để tàu quốc cập bến buôn bán trao đổi hàng hóa. Biểu tượng có phần thân hình lục lăng, bên trên là đài sen sáu cánh hai lớp cách điệu đang nở ra một viên ngọc sáng, cũng là quả cầu sáng của ngọn hải đăng. Vòng tuyến chợ gạo có biểu tượng tông sen vàng cách điệu được kết thành 8 cánh hoa theo lối hiện đại. Phần bồn hoa của vòng tuyến chợ gạo có hình tượng sao 12 cánh cách điệu hoa văn chống đồng. Thành phố Hưng Yên cũng cơ bản hoàn thành nâng cấp trên 67.000 m2 vỉa hè, lắp đặt hệ thống bóng đèn LED chiếu sáng. Thành phố đang chỉ đạo tập trung trang trí khánh tiết, lắp đặt hệ thống biểu tượng tại các khu vực trung tâm gồm 1.500 hồng kỳ, 100 cờ Tây, 500 cờ đuôi cá, gần 100 băng tôn khẩu hiệu. Và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 65 ca dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Ân Thi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 28 ca, trong đó hầu hết đều liên quan đến ổ dịch công ty Mai Minh Anh đã được cách ly. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 16 ca, cũng chủ yếu liên quan đến công ty Mai Minh Anh. Huyện Văn Lâm ghi nhận 7 ca liên quan đến ổ dịch công ty Docovina và công ty ống thép Hòa Phát. Huyện Khoái Châu ghi nhận 5 ca là trường hợp F1 đã được cách ly. Huyện Văn Giang ghi nhận 5 ca, trong đó có 2 ca liên quan đến F0 là nhân viên quán karaoke ghi nhận ngày hôm trước. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 2 ca và ca ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ca còn lại là trường hợp đang cách ly tại Đại học Thủy lợi Cơ sở Phố Hiến. Để tăng cường miễn dịch cho những người đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các địa phương xem xét tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại cho một số đối tượng ưu tiên. Theo đó, việc tiêm liều bổ sung áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư HIV, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc điều trị trong vòng 6 tháng. Tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày cùng loại với vaccine liều cơ bản hoặc vaccine mRNA. Tiêm liều nhắc lại áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Nếu tiêm các mũi cơ bản hoặc bổ sung cùng loại thì mũi nhắc lại tiêm cùng loại vaccine đó hoặc vaccine mRNA. Nếu tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm nhắc lại bằng vaccine mRNA, tiêm mũi nhắc lại sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc bổ sung ít nhất 6 tháng. 11 tháng đầu năm, tuy bị tác động bởi dịch COVID-19, song đã có 14 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với số vốn đăng ký gần 150 triệu đô la Mỹ. Qua đó, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên là 493 dự án, vốn đăng ký hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó Nhật Bản nhiều nhất với 172 dự án, vốn đăng ký là 3,4 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ hai với 143 dự án, số vốn đăng ký là hơn 800 triệu đô la Mỹ.
Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đăng ký thuê đất trong các khu công nghiệp tập trung như Thăng Long 2, Phố Nối B, Minh Đức, Minh Quang. Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ký kết bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với tập đoàn Sumitomo thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 với diện tích trên 108 hectare. Khu công nghiệp Thăng Long 2 hiện có 105 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi trong nước đang diễn biến phức tạp, xảy ra tại 57 tỉnh, thành phố. Để công tác kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán, người chăn nuôi và các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần tập trung đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh. Khi có dịch xảy ra, cần tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm, không để phát sinh ổ dịch mới, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết đúng quy định, tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng tiêu độc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh giết mổ, sơ chế, chế biến lợn, sản phẩm của lợn đối với những hộ cơ sở chăn nuôi lợn không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, phải dừng chăn nuôi, không tái đàn. Tuyên truyền người dân không tham gia các hoạt động buôn bán nhập lậu lợn, sản phẩm lợn trái phép, không bán chạy lợn ốm, lợn chết, không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn lợn, định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại khu vực chăn nuôi. Và các bạn, việc xây dựng mồ mả to gây tốn đất tốn tiền là vấn đề xã hội đã được chúng tôi nhiều lần đề cập. Ngoài ra còn có tình trạng xây mộ vi phạm hành lang giao thông, xây mộ không đúng quy hoạch sử dụng đất trên phần đất đã được giao cho dự án vào đầu tư. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, sau đây xin mời phần trình bày của biên tập viên Anh Thắng. Vâng, xin cảm ơn chị Kim Dung. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, việc xây cất mồ mả thường diễn ra nhiều. Không ít địa phương trong tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước đã thực hiện việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên cũng có không ít nơi, nhiều gia đình còn xây bao cả một khu vực rộng lớn để xí mộ phần cho gia đình, dòng họ, gây lãng phí đất và bức xúc trong dư luận. Trong thời đại ngày nay, là cái việc đất thì chặt, người thì đông, việc xây mộ cho những người thân qua đời cần phải hết sức cẩn thận, tính toán kỹ sao cho phù hợp. Điều thứ nhất là chúng ta nên phải xây dựng ở những nơi nào đó có quy hoạch trước để đảm bảo tính lâu dài cho ngôi mộ. Cái việc thứ hai nữa là cốt lõi của những người qua đời thì các cụ trước khi qua đời các cụ đều dặn lại ma chay thì đơn giản, mộ phần thì cũng đơn giản. Cái quan trọng nhất là con cháu phải biết hòa thuận với nhau. Còn mồ to, mả đẹp thì cũng chỉ là phần để chúng ta nhìn thấy ở dương gian thôi. Đây là khu lăng mộ rộng hơn 120m² đang xây dựng, vi phạm trên diện tích đất 03 của gia đình bà Đỗ Thị Thuyết ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương. Xây vừa giữ lấy cái lấm, xây to là lãng phí. Bây giờ nghĩa địa gì thì nó có khuôn rồi, không ai xây cao, không ai xây to được. Đào thành cái khung ai cũng như ai, đấy, không ngoảnh hướng nào được nữa, chỉ một hướng thôi. Khu ruộng này là diện tích đất 03, vẫn được người dân canh tác, thì gia đình bà Thuyết mua ruộng lại của một số hộ dân và mới đây đã ngang nhiên đổ cát, san nền, xây dựng tường bao kiên cố để đưa nhiều phần mộ mới vào tập trung, nhằm thay đổi để biến đất từ đất 03 thành đất nghĩa trang, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mặt khác, phần mộ mới xây này còn nằm trọn trong khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định giao cho doanh nghiệp vào đầu tư và đã được địa phương công bố công khai từ trước đó. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn cùng với thị trấn ra kiểm tra, xác định vi phạm và lên kế hoạch để thời gian tới khi mà hết giãn cách của thị trấn sẽ tiến hành xử lý cái vi phạm này theo hướng là dỡ bỏ triệt để những cái công trình vi phạm. Hiện vi phạm này đã được chính quyền thị trấn Yên Mỹ lập biên bản sai phạm, tạm dừng xây dựng và phải giải tỏa dứt điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, để một công trình có diện tích rộng hơn 120m²,
không thể nói là một sớm một chiều mà chính quyền thị trấn Yên Mỹ không thể không biết. Vì trước đó, ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo thôn Trai Trang và doanh nghiệp được giao đất đã báo cáo sai phạm tới chính quyền thị trấn Yên Mỹ. Nhưng sự việc lại chậm bị xử lý, để vi phạm xây dựng ở mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn mới tiến hành lập biên bản tạm dừng. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu làm tốt công tác quản lý địa bàn, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, vi phạm sẽ không xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng mộ to không chỉ gây tốn đất, tốn tiền mà còn gây ra nhiều khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Và sự việc tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ là một ví dụ cho thấy sự cố tình buông lỏng của chính quyền địa phương, cơ sở nơi đây. Năm 2020, ngay khi lăng mộ này được xây lại, nhiều hộ dân ở xã Thiện Phiến và một số địa phương khác đã có đơn gửi cơ quan chức năng. Nguyên nhân người dân gửi đơn là do từ năm 2017, khi xã Thiện Phiến tổ chức đấu giá đất ở khu dân cư mới, khi đó phần mộ có diện tích nhỏ, lại nằm trong hành lang giao thông. Nay lại có lăng mộ với diện tích hơn 205m2 nằm án ngữ ngay phía trước mặt tiền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhiều hộ dân có đất chúng đấu giá từ trước đó. Mặt đường quốc lộ tất nhiên rất thuận lợi thì em trả giá rất là cao để mua được cái suất đất này. Mà sau khi ấy thì bây giờ người ta lại xây đất như kia thì làm sao mà mình có thể kinh doanh buôn bán được mà mộ xây to đùng một chiếc cửa. Giá đất mà ở mà giá đường quốc lộ là giá rất là cao. Thế mà bây giờ lại coi như là không biết là chính quyền ra sao mà để cho một cái hành lang giao thông đường tròn đường 39A. Mà có hành lang có sẵn rồi chứ anh? Có luật rồi đấy. Thế mà sao mà làm sao mà để thế này được? Thế nên là mong rằng các cấp chính quyền chúng ta xem xét giải quyết cho làm sao mà để xây dựng một mức độ cho phép thôi. Trở lại vấn đề, ngay từ khi đào móng để xây dựng lăng mộ, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc, từ chính quyền địa phương, thanh tra Sở Giao thông Vận tải đều đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công vì công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông. Phớt lờ hoàn toàn các quy định của pháp luật, công trình vẫn được xây dựng và hoàn thiện. Sai phạm được yêu cầu phải xử lý tháo dỡ, tuy nhiên chỉ làm cho có để đối phó với các cơ quan chức năng. Thực tế vi phạm, diện tích vi phạm thì vẫn còn giữ nguyên, chưa thu nhỏ lại một tí nào. Vậy tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tiên Lữ xử lý dứt điểm công trình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, qua hai sự việc chúng tôi vừa phản ánh, cho thấy chính quyền xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã không làm hết trách nhiệm được giao trong quản lý tại địa phương và có biểu hiện làm ngơ để công trình sai phạm tiếp tục sai phạm. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các tin tức khác của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, năm 1997, khi tái lập tỉnh, Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trong đó, hạ tầng giao thông xuống cấp, chưa mở rộng và kết nối, vì vậy gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là phà Yên Lệnh được thông xe nối hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam sau 6 tháng tái lập tỉnh. Sau 7 năm, cầu Yên Lệnh được khánh thành, thay thế phà Yên Lệnh đã hoàn thành sứ mệnh. Ngày ấy, đây là sự kiện lớn bởi việc thông thương của thị xã Hưng Yên, trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh và một số huyện với các tỉnh phía Nam gặp nhiều khó khăn do cách trở sông Hồng. Qua sông Luộc chỉ có cầu Triều Dương, trong khi đó ở phía Bắc tỉnh, quốc lộ 5 chỉ đang được cải tạo, mở rộng, nâng cấp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ với quốc gia, trong đó phải kể đến các tuyến đường huyết mạch, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, cầu Yên Lệnh, cầu Hưng Hà, cầu La Tiến, tỉnh lộ 200, đường đê tả sông Hồng, tả sông Luộc, quốc lộ 39 cùng nhiều đường tỉnh, đường trục ngang. Hiện nay tỉnh Hưng Yên đang đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối hai cao tốc, đường trục kinh tế Bắc Nam. Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 379 theo quy mô cấp 2 đồng bằng, đường vành đai 3,5, vành đai 4, đường nối vành đai 5 với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đầu tư hoàn chỉnh đường tỉnh 382B dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường kết nối di sản nút giao Tân Phúc. Đây là điểm đột phá chiến lược về giao thông, kết nối vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mở ra sự liên kết với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường vành đai của thủ đô, các đô thị lớn, cảng biển, sân bay ở khu vực miền Bắc, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.